Kính chào quý vị và các bạn, quý vị đang đến với bản tin 9 giờ sáng của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, vào hồi 4 giờ ngày 24 tháng 12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 8,2 độ Vĩ Bắc, 115,4 độ Kinh Đông, cách đảo Trường Sa lớn thuộc quần đảo Trường Sa vào khoảng 340 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 là từ 100 đến 115 km/h, giật cấp 14. Vùng gió mạnh trên cấp 6, gió giật mạnh trên cấp 9 có bán kính khoảng 220 km tính từ vùng tâm bão. Vùng bán kính gió mạnh trên cấp 10, giật trên cấp 14 có bán kính khoảng 120 km tính từ vùng tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, tốc độ di chuyển nhanh là từ 20 đến 25 km/h và có khả năng mạnh thêm. Đến 4 giờ ngày 25 tháng 12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 8,5 độ Vĩ Bắc, 110,0 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây quần đảo Trường Sa, cách côn đảo 380 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 là từ 115 đến 135 km/h, giật cấp 15, sóng biển cao từ 8 đến 10 m. Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, tốc độ di chuyển nhanh là từ 20 đến 25 km/h. Đến 16 giờ ngày 25 tháng 12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 8,8 độ Vĩ Bắc, 107,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển cách các tỉnh từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Cà Mau. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 là từ 115 đến 135 km/h, giật cấp 15, sóng biển cao từ 8 đến 10 m.